Xin chào quý vị, Thịnh Nguyễn đang có mặt tại con đường Mường Hoa để đưa quý vị đến với một trong những thung lũng rất đẹp trong mùa lúa chín đầu tháng 9 năm 2018. Từ khu vực trung tâm của thị trấn Sapa, quý vị sẽ đi một con đường xuống phố mang tên là Phan Xi Păng. Sau đó gần đến cái khu vực bản Cát Cát thì quý vị sẽ đi theo con đường mang tên là Violet. Rồi cuối đường đó mình sẽ cặp theo cái đường thung lũng bên tay phải thì quý vị sẽ đến được với đoạn đường Mường Hoa này. Trên đường đi thì quý vị sẽ nhìn thấy được một vài mái nhà làm trên sườn núi theo kiểu của người địa phương, rồi có một vài cái resort được xây dựng trên triền đồi để ngắm nhìn toàn cảnh của thung lũng Mường Hoa. Đấy, Nguyễn đang quay cho quý vị thì từ trung tâm thị trấn Sapa để đến được cái vị trí đứng chụp hình và quay phim như thế này, mình đi khoảng 4 đến 5 km. Đường mùa này thì do mưa nhiều nên cũng hơi khó đi, và đặc biệt thì các xe ô tô lớn sẽ không được đi, chỉ di chuyển xe từ 24 chỗ đổ lại, tức là 16 rồi 7 chỗ 4 chỗ được. Đây quý vị đang nhìn thấy hình ảnh của những cái mái nhà nằm dưới trong thung lũng Mường Hoa đang mùa lúa chín. Thì để săn được những tấm ảnh đẹp vào mùa lúa chín này thì quý vị phải đến đây từ khoảng tuần đầu của tháng 9 cho đến khoảng giữa tháng 9, thì đây là cái thời điểm mà Thịnh Nguyễn thấy là lúa đẹp. Vì bây giờ Thịnh Nguyễn đang đi ở khoảng tuần thứ hai rồi, quý vị đã thấy một số nơi là người ta đang gặt lúa rồi. Thung lũng Mường Hoa là nơi cư trú của người dân bản địa, nên là sau khi quay phim cho quý vị ở đây xong thì Thịnh Nguyễn lại cùng với lại những người bạn, những du khách của Thịnh Nguyễn đi thẳng xuống khu vực của bản Lao Chải Tả Văn để đến được những cái con suối, đến được những cánh đồng ruộng một cách gần gũi nhất. Và theo Thịnh Nguyễn tìm hiểu thì nơi đó có một cái cầu treo nhỏ trong một cái ngôi nhà trưng bày rất đẹp, và đặc biệt cái cầu treo đó phía sau thì đó là một cái không gian để chụp ảnh, nói chung là sống ảo rất là tuyệt vời. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi một cái clip của Thịnh Nguyễn về mùa lúa chín ở Sapa. Thịnh Nguyễn clip sau sẽ chia sẻ cho quý vị đó là cái cảm giác ngắm nhìn cái mùa lúa chín từ cái xe lửa Mường Hoa, tức là đi từ khu vực trung tâm thị trấn Sapa lên đến ga cáp treo của Phan Xi Păng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, rất mong được sự ủng hộ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.